Suốt 10 năm phải sống trong cảnh cấm vận, những xe hộp sang trọng như limousine quả là thứ đồ quá xa xỉ tại đất nước Palestine. Tuy nhiên, Salama Al-Odi và nhóm bạn sống tại quốc gia này đã tự chế một chiếc limousine cho riêng mình. Được biết, nó được chế tạo và lắp ráp từ 5 ô tô nhỏ mà thành. Được biết, Salama làm nghề tổ chức tiệc cưới tại khu vực gần dải Gaza, Palestine. Công việc của anh là phải tìm kiếm nguồn nhập khẩu xe limousine để phục vụ các cô dâu, chú rể. Nhưng vì lệnh cấm vận từ Israel, Salama không thể nhập limousine về được. Không chịu lùi bước, anh đã tự chế tạo xe limousine để phục vụ nhu cầu của các cặp đôi ở đất nước mình. Salama cùng với đội kỹ thuật viên 30 người đã dành 3 tháng để có thể cho ra mắt chiếc limousine độc đáo này. Được biết, họ đã tháo rời bộ phận của 5 chiếc ô tô loại thường để lắp vào một chiếc xe Mercedes màu trắng. Kết quả là chiếc limousine có hình dáng giống tàu vũ trụ với mái vòm có thể mở được đã ra đời. Cuối cùng, để hoàn thiện chiếc xe, họ đã vẽ tay các họa tiết trang trí lên thân xe. Chiếc limousine tự chế này có giá trị vào khoảng 21.000 USD, gần 500 triệu Việt Nam đồng. Tính ra nó rẻ hơn nhiều so với một chiếc limousine chính hãng. Giờ đây, Salama vì các cặp đôi trẻ ở quê hương Anh đã có thể tổ chức đám cưới với một chiếc ô tô hoành tráng mà không phải tốn nhiều chi phí như ở các nơi khác. Anh cũng hy vọng sản phẩm của mình sẽ là nguồn cảm hứng để người dân nơi đây tin vào những kỳ tích đi lên từ gian khổ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!